chào tất cả các bạn đã đến với kênh Phú Sĩ TV của mình để tham quan cái chuồng dê và hỗ trợ cho chú An tìm mua dê giống các bạn ơi. Tơ đó mà đẻ hai hộp đó. Bữa đó Quân cứ bắt luôn, anh nói với gì nó lộn rồi cái kèo này rồi cái nó là thôi. Bốn con này luôn á. Về rồi. Đồ đứt luôn. Dạ. Ở đây dê cái tơ đẻ được một cặp các bạn ơi. Ở đây anh Quốc nuôi lâu trên quá. Tôi năm nay có 4 năm. Dạ. Chuồng chuồng trại của anh Quốc làm rất là sạch sẽ các bạn ơi. Ở đây thì ảnh chán luôn thì làm cái hệ thống nước cho chảy ra ngoài luôn các bạn. Con tả rồi đó. Tại hồi tôi bắt nó là 77 kg. Hôm nay nó mới 2 năm đó. Quay vô con được giữa điện thoại đó. Dạ. Quay ngang quá nhiều. Cái này hồi đó bắt giống ở đâu hả anh Quốc? Bắt ở đây rồi từ từ nuôi rồi mình gầy lên. Dạ. Đường này đi hồi tôi không biết đường về luôn. Đi ra con lớn rồi đi về. Đây nè, thì đây nè chạy một tiếng đường về chổng à chú An. Thôi chạy ra đường này rồi chạy vòng cho lại được, Hòa Tú chạy ra ngoài luôn. Lộ lớn chà bá. Đây mát quá ha anh Quốc. Tháng nắng đường gắn quạt gió nữa đó. Dạ. Nắng quá tháng 2 tháng 3 đó có được ổ chim đem quạt gió ra để quạt quay quay lại. Cái tổng đàn mình giờ nhiêu rồi hả anh Quốc? Giờ là 45 con. Dạ. Bự nhỏ luôn. Làm chuồng rất là gọn các bạn ơi. Dạ bán nhiều lắm rồi, bán hết mười mấy 20 con rồi, nãy bán hết 8 con rồi đó. Dạ. Đâu có chuồng để đâu, có ở thì cũng bán lần lại chứ đâu để mà tới nhiều gặp tôi để luôn, tới giờ tôi cắt ra tới một đêm. Này ăn có xả anh quá. Có lông tay nè. Giấc sáng thì ăn vậy đó. Dạ. Chiều cho ăn xua đũa rồi mớ vậy rồi cỏ bỏ vô thêm. Dạ. Còn cỏ sủng đó. Để có máy chặt luôn. Đẹp quá anh nào. Ở đây ảnh cho ăn cỏ xả, cỏ lông tây, rồi xua đũa nữa các bạn ơi. Đây máy bầm của ảnh, bầm cũng làm khung nguyên nóc luôn. Chuồng trại của anh Quốc thì rất là bài bản các bạn ơi, rất là đẹp. Con này 5 con. Con dê ta bạn để cho nó đúng sức của nó, anh bỏ nọc thì nó đẻ 2. Con nhỏ quá là nó đẻ 1. Đó dê tôi đó. Con này 3 con nái lớn luôn. Không cần kháng gì cho nó nằm tầm cỡ 28 29 kg rồi bỏ nọc rồi là đẻ 2. Đã. Chứ mỗi lần tôi mới mua con 2 con à. Nuôi chơi vậy đó, rồi thấy nuôi được cái bắt đầu tôi gầy lên nó ra nhiêu á, tôi bán ra tính ra là năm nay nó là 4 tháng 5 này nữa là 4 năm mà tôi bán tính ra là 400 ngoài triệu rồi đó, mà còn dư nhiêu dê nè. Đi trong sổ luôn nha. Dạ. Ghê ghê ghê. Lợi nhuận rất là cao các bạn ơi. Nổi cái chuồng dê này giờ 13 dê đực này nè, giờ con 35 kg nè, giờ ký là hiện trường bây giờ lại mua 25, 125 tôi không bán đó.
vậy đó. 530 đó, rồi 500 ký dê không tính nhiều. Dạ. À, lái ở đâu lại mua hả anh Quốc? Trăng, bà có trăng á. Vậy đó hả? Tôi chấp hành đó. Dạ. Tôi đâu chịu đâu, thằng nào cao giá hơn bác. Không có trồng công cỏ nào cho đi cắt. Cắt đó, mua. Mua. Người ta trồng á, rồi mình thế cây chạm cho người ta, cái cầm quạt á, là mình cắt để thôi, thằng nào nó cắt, nó thui lũi quại đầu lên nổi. Mà tôi là tính ra tôi trồng tôi đuổi nhiều lắm á, mà tôi mua này vòng vòng á, tính ra cũng cỡ 2 ngàn mài cây. Dạ. Đây lưới dây đực của ảnh nè các bạn. À cái này anh có cho ăn thức ăn không anh? Dây đực thì cho ăn thức ăn. Dạ. Gần bán cho ăn thức ăn. Còn mấy dê này không có. Cũng như là đi ra cho dây đực ăn ở đây lắm. Dạ dạ gì nè, cho dê đực ăn là bỏ luôn, nó nhảy luôn, cho lên giống luôn. Không, 25 kg đó. Tại vì bữa đó tôi căng nó rồi là 24 kg lâu rồi. Đốt con mặn lắm. Từ 200 kg đó là con như này đó. Dê của anh Quốc ở đây là nuôi rất là đẹp, sạch sẽ các bạn ơi. Làm chuồng rất là chuẩn. Đây mẹ con đẻ được cặp bò cũng đẹp, bò lùn. Cái lô này là tiền không nè. Lô đó giờ bán là cái bèo gì cũng 6 mấy triệu đó. Dạ. Lạ quá chứ. Dê này là dê dỗ nào lên nè. Ừ. Mà tính ra là con nè mẹ đó mới đẻ đó. Lô đẻ mới con tháng mới đẻ. Vậy đó hả? Ai mua dê này thì ngon, tôi mua dê đó bên Bến Tre hả, mua nó chụp hình nó căng ký cho mình luôn, về tới đây mắc 3 kg luôn, gửi xe qua ra tới Sóc Trăng lấy. Mua hồi cấp mà dê ghẻ ghề mà dịch đó là ghẻ đó, mà tôi mua nó 1,5 kg. Sao chú An có vừa ý con nào không chú An? Nói gì mua làm giống thì mấy dê đó thì khỏi. Dạ. À, bữa nay mình cũng lên chuồng của anh Quốc ấy, các bạn, cũng lần đầu tiên lên đây thì cũng hỗ trợ cho chú An lên để coi được con giống thì mua các bạn ơi. Dạ. Trời, năm nay 55 tuổi. Tôi vô dê này chứ ông thấy cái hình của tôi để vô, tôi còn trẻ rồi, tôi làm thành phố về tôi trẻ măng, nào nói tôi là cỡ 40 tuổi rồi. Hồi nãy nãy chị vô mà em kêu bằng cô. Luôn mà bà già tôi. Dạ. Dạ. Dạ, chú Nam về chú Nam. Rồi rồi anh về sĩ ơi. Dạ. Kẹt quá. Anh đâu cần gì đâu. Nếu mà anh nuôi ít anh muốn làm gãy làm ruộng làm gì anh cứ việc đi làm đi, rồi khoảng chừng cứ sáng càng về ăn cơm cái quên cái đi về ăn cơm cho. Thấy đi rồi về chiều con điện chú. Dạ. Có lấy số của chú An chưa? 5 giờ cái anh đi mặn đi với tỷ 1 giờ anh cũng đi làm đã rồi cái mình cắt sớm chút xíu thì 4 giờ anh nghỉ gì vô làm chút xíu thì về 5 giờ
đưa vô cho nó ăn rồi để con dạ, chưa có chặt cỏ anh nghĩ chứ. Trời ơi các bạn vừa bỏ thêm chai có mấy con ăn gần nhé, có gần rau gì cũng muốn nó ăn rau muống, rau muống với đọt lan ăn mạnh dữ lắm á. Còn này thì nó xin cô chú thì là để về là cầm vòng nhà đi gây giống á. Tới lơ bộ rồi các bạn ơi. Bữa nay anh Quốc dẫn chú An đi qua trường dê bên đây để coi mấy dê cái nữa các bạn. Mình cũng hỗ trợ đi theo luôn. Vô trường dê nó sổ mũi quá các bạn ơi. Đoạn đường cũng khá là xa các bạn. Đến nơi các bạn ơi, đường cũng hơi xa quá. Thấy xua đũa là thấy về đó. Cảnh rất là đẹp. Dạ. Dạ chào chú. Đẻ 4 con, 3 con được con cái đó. Dạ. Xin chào chú. Nè, rồi dê đây nè. Không cũng bán hết 5 con luôn. 7 bữa đó. Dạ. Đây dê chú đẻ 4 con nè các bạn. Dê cũng đẹp quá các bạn ơi. Cái này nó tự cho bú luôn ha chú. Ờ, thì nó bú anh ha. Thấy mê luôn. Dê đây để ba nó uống mà. Dạ. Để cho này ba được con cái. Dạ. À, không kém lắm. Ăn gà nó là. Dạ. Phải thêm thức ăn hả chú? Thức ăn không ra. Không có ăn nó chịu đâu nổi 4 con quá trời. Không có nói dốc nữa không? Dê đẻ ba đẻ bốn không? Dạ. Này được tách ra hả chú? Tách ra đó, ông mà không nổi bán mấy dê nái hết rồi. Dạ, dạ. Con dê con tách ra vừa con lại đó. Đồ đè, dê đực không đó. Cũng đẹp quá nè. Không. À, mấy con đực nhỏ này có bán không chú? Dạ, dạ. Để vậy con để tại con cũng đi quay rồi chia sẻ lên cho anh em đó, rồi có muốn bán dê gì đó thì con hỗ trợ cho chú bán tìm đầu ra nó dễ chút. Nè anh giúp ba con này nè, muốn hết 5 con được, còn ấy bắt ba con bự rồi nè. Dạ. Đó dê đẹp không đó, đâu có tệ đâu. Dê này về là cỏ bỏ vô quất ào ào liền. Dạ. Đó, cái gì cũng ăn hết trơn á. Dê này là mình nuôi cá bao lâu nữa mới xuống vô giống? Vô giống hả? Dê này về anh rồi nuôi sung mà nó lên là nó gượng đực. Bây giờ nó gượng đực rồi đó mà đâu bỏ được. Phải thời gian nữa. Có 2 tháng. Cho nó bự. Này còn nhỏ lắm, mới 10 ký à. Nó đâu bỏ được. Dê cũng rất là đẹp các bạn ơi. Dê đẹp đẹp không mà còn đẹp lắm. Vậy là mình nuôi giống cả tuổi đặng đó. Bó lửa. Bó lửa nữa đó. Trời chuyển mưa nên hơi tối các bạn ơi. Cũng đực đó là giống của tôi luôn đó đó. Dạ, vậy đó hả? Để bắt lại tại tôi giờ chuồng gì mấy con rồi. Đó rồi nó đẻ một lứa là nó mới bự. Chọn anh bỏ sớm quá. Mấy rụng con đâu găng nằm mấy à. Dạ.
Chị Tân. Chân cẳng cũng tốt á. Dạ, dê cũng đẹp á. Dê lực vàng đẹp rất đẹp. Dạ. Dê đầu của nhà đi lại mà hai thằng kia bên đầu. Cũng có dạ. Răng đó. Đôi răng một. Đó, dê ngoại cổng đó, để lại cho ông con đực đó, để không nhảy chứ đâu có chở ra ngoài. Không dạ. Bạn đâu có chở. Để ba, để bốn nè. Bảo đảm không? Để đứa đầu hai rồi là đứa sau là bắt đầu lên ba đó. Dạ. Mà có tay nuôi á nha. Em nào nghe có tay. Cũng hai mươi mấy con à. Không được rồi, ba mấy con á. Dạ. Sáu bảy dê nái bỏ rồi đó, mấy dê con đó. Dê chú đây cũng đẹp lắm các bạn ơi. Ba dê nái bỏ chơi ngủ. Đi cắt mẹ dê đó, đi cắt dê đó, mấy dê đực. Dạ. Điên điển nè, ở chỗ có không? Nó cũng ăn, nó ăn thế xô đũa luôn. Tháng này nhiều lắm. Cái xô đũa đây nè, cái chồng đây nè, nuôi chuột đó. Dở bỏ hay còn đó. Gì đó hả? Con lặn đây thì có cắt dọc từ cái hàng xô đũa chồng nó dài lên. Rồi bây giờ về nhà đó, buồn đây. Rồi nhà ngoại không ai ở chơi, người đóng cửa bỏ hoài thôi. Rồi về nhà ở ngang bà ở. Bầy này đẻ bốn con rất là đẹp các bạn. Nái này tốt quá. Đẻ bốn con mà nó đều gan không? Đâu có nói dốc đâu. Cái nào anh em mình nói thiệt chứ không bao giờ nói dốc. Đó, anh chịu đó thì rồi bắt ra rồi đăng ký rồi thì nếu anh chịu tôi điện thằng kia. Điện thằng kia mới được. Lần coi nó có dắt này nó có rảnh hay không nữa nè. Mưa đường ướt quá các bạn ơi. Bây giờ chú An cũng mua được 3 con dê ở chuồng của chú ở đây các bạn. 1 kg 140 ngàn. Thì cũng ở đây anh Quốc hỗ trợ cho chú An về tới chỗ luôn các bạn ơi. Thì cái này chú ở đây cũng bệnh đó, rồi cũng bán bớt dê. Bây giờ thì chú An cũng mưa rồi, cũng mướn xe ôm về tới nhà luôn các bạn ơi. Giờ bắt dê. Bữa nay chú An cũng mua được 3 con dê tại chuồng của chú ở đây với 3 con dê tại chuồng của anh Quốc. Hết á, ở bãi còn cục là còn có cái nào? Cá ma, cá vỏ, cá cỏ để trên được rồi. Chú An dự định mua 4 con về nuôi, bữa nay thì sẵn dịp có dê nhỏ lứa nè, màu đẹp nè. Cũng mua 6 con luôn các bạn ơi. Rồi cái áo mưa 5 ngàn. Dê này đầu xô rất là đẹp. Bữa nay lần đầu tiên mình cũng qua bên ở đây kêu bằng Hòa Thượng hả anh Quốc? Hòa Thượng các bạn ơi. Dê của chú ở đây mới về nái con rồi rất là đẹp. Biết đâu bán đi. Không biết đâu rồi. Thì cũng nhà này, tao bán về cho thằng của nhỏ nó kêu tiếng kêu mà chở đó rồi. Thằng kia nó không ấy rồi nó lấy tiền. Nó mới cho số con này nè, cái điện nó mà khác. Ủa còn kia còn mấy con. 4 con mà tao có 3 con rồi thôi. Ông đứng không mới kêu bán nữa, nó mới kêu dắt vô đây kêu mua luôn 3 con này nữa. Mấy nhỏ này nó còn 3 con cái.
sừng sừng vật á. Đây thì mấy dê này cũng rất là dễ ý các bạn ơi. Dạ đi. Bữa nay hỗ trợ chú An cũng có cái duyên tìm được những con dê cũng đẹp. Đưa vô là ăn luôn là khỏi có sợ chối là kéo luôn nghe. Dạ. Nó không ăn luôn. Mặt sĩ này gần nè, mình thấy nó hợp thì dạ. Con kén ăn dữ lắm, mình giờ thấy con dê thì chịu, nhưng mà bắt về nhà rồi anh nuôi ngày nhỏ nhỏ nhỏ. Cái xù lông. Dê nào hỏi cho ba hai bắt dê nhỏ qua đây. Qua nhỏ kia. Không qua bò. Hả? Không qua bò không có nhỏ nhiều sao? Có nhỏ mà lấy chi cho nhiều công thủ mình đánh lấy cái nhỏ kia để ở trên rồi. Cháu còn phải không? Mấy cái kia này 5 kg thằng à. Gãy mẹ đi, đổ mấy viên chiếu. Đường này hơi căng à. Không, trời ơi, không chở. Ra tới nhà chú quách là dễ rồi. Ra khỏi đường này. Giờ tải dây ra các bạn ơi. Đường lầy. Rồi bữa nay mình hỗ trợ cho chú An cũng mua được 6 con dê cái giống ở chuồng của anh Quốc các bạn ơi. Rồi bây giờ thì nhờ chú xe ôm chở về tới nhà của chú An. Rồi chúc chú An chăn nuôi thành công nha chú An ơi. Dạ. Dạ. Rồi video mình cũng kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình đi tìm những con dê giống đẹp cho các cô chú, anh chị em đó các bạn. Rồi, hẹn gặp lại các bạn. Rồi, chú mới đi ăn sung sướng. Dạ.